nó cảm giác là thôi đó, nó thấy cái bàn trà đó đó, có nó làm đó. Nó đứng lên kìa cả nhà, ôi ơi nó đáp nè. Ôi kéo kéo không nổi luôn kéo không nổi luôn cả nhà. Dở lên là phải dở nhanh luôn hả? Ui. Chú anh chị, hôm nay Bình được em trai điện qua đến nhà để chia sẻ hình ảnh con rùa độc lạ tại Sóc Trăng. Thì bây giờ Bình mời cả nhà cùng tiến vào trong để gặp với em trai này ha. Thì không biết là con rùa như thế nào mà em ấy lại điện thoại cho Bình đến đây để chia sẻ cho bà con cô bác được biết ha. Rồi, xin chào em trai. Rồi, chào anh. Chào em. Em có thể là cho bà con cô bác biết tên em tên gì không? Dạ, em tên Tài ạ. Thì bữa nay á, em có điện thoại cho anh đến đây để chia sẻ ghi hình cũng giống như là con rùa độc lạ tại Sóc Trăng. Thì cũng không biết là rùa này như thế nào. Rùa này á, là người ta hay gọi là đầu lân đuôi cá sấu, nhưng mà em thấy trên mạng, em tra trên mạng ấy là người ta nói rùa cá sấu. Rùa cá sấu. Dạ. Ủa từ đó giờ là anh cũng đi rất là nhiều chỗ. Dạ. Nhưng mà biết cũng rất là nhiều rùa, rùa rồi con ba ba này kia, có khi nào em lộn không? Không, cái này rùa, cái này không phải ba ba đâu. Ba ba là cái chân nó là nó hơi bè ra phải không? Dạ. Còn cái này nó đâu phải ba ba đâu, nó móng bự luôn á. Móng bự luôn. Móng bự luôn. Vậy là con rùa này là mình nuôi được lâu chưa? Mới đến hay là mình đi đâu đó mình bắt? Dạ, cái rùa này thì hồi xưa ba em có ao cá sau nhà đó. Là ba em bắt được là bé lớn nè, là chừng 8 năm về trước rồi. Nó nhỏ xíu và bé lớn à. Nhưng mà bắt được xong là nuôi tới bây giờ luôn là hơn 8 năm rồi. Hơn 8 năm. Dạ. Yeah. Hơn 8 năm rồi đó, con rùa này tuổi thọ là hơn 8 năm. Đúng rồi, mà hồi nhỏ thì em không biết nó bao nhiêu tuổi, mà hồi đó bắt được là bé lớn nè. Tính từ cái lúc mà bắt được á là tới giờ là 8 năm. Với hiện tại giờ là 8 năm thì con rùa lớn chưa hay là như thế nào, khoảng mấy ký? Giờ là chắc hơn 10 ký. Hơn 10 ký hả? Dạ. Bây giờ em có thể là bắt ra cho bà con cô bác biết được không? Dạ, xem được không? Đó. Con rùa nó mình nuôi trên thao này hay sao em? Dạ, nuôi trong thao hồi đó nuôi đó. Ôi ôi. Bự vậy em? Bự lắm. Ôi. Em cầm hai tay mới cầm nổi nó, tại nó nặng lắm. Nó nặng lắm hả? Dạ, nó cái bàn tay em được một xíu của nó à hả? Gì? Cái này là nó chưa tắm cho nó đóng gông á. Nên là nó còn, nếu mà tắm ra sạch sẽ là nó màu vàng, hơi vàng, hơi ngã vàng xíu. Cái chuyện nó táp anh á, bây giờ nó đang bò nè. Vậy luôn hả? Dạ. Nó táp xa luôn hả? Cổ nó dài lắm, anh coi cái đuôi nó nè, anh quay cái đuôi nó. Em cầm cái này em trụ nó mới được. Đó. Nó khè em đó, thấy không? Nó khè vậy? Nó táp á. Táp không? Táp. Con rùa này là mình nuôi 8 năm rồi đó hả? Dạ, hơn 8 năm rồi. Hơn 8 năm rồi. Mỗi lần là cái chừng mà một tuần, hai tuần á là sẽ tắm cho nó một lần. Anh coi cái móng giò nó kìa ha. Trời ơi, móng giò dài dài dữ vậy. Móng giò ở sau nè, móng giò ở trước nè cả nhà. Đó. Nó ngượng lên đó. Nó rất là lực luôn. Nó lực lắm hả? Dạ. Mình cầm không được lâu đâu. Ở hồi đó là sao mà có con rùa này hả em trai? Em có rùa này biết không? Em không biết nó từ đâu nó lại, mà nó ngay đợt đó ba em đi ao cá bắt á. Ba em đi ba em là người bắt nó thôi. Dạ. Chứ là em hồi đó là em không biết phải không? Dạ. Anh thấy cái đuôi không? Ôi ôi, cái đuôi nó lực quá cả nhà. Hả? Lực lắm. Lực thiệt. Vậy là ba em là người bắt phải không? Dạ, hồi đó bắt nhỏ xíu à. Bắt hồi đó là nó chưa có hung, nói chung là nó cũng bình thường, thì nó đang nâu hay sao mình không biết. Tới bây giờ là nó khè, anh thấy không? Nghe tiếng khè nó không? Nó khè dữ lắm. Dữ lắm hả? Hả? Rồi rùa này đặc biệt là nó không có ăn rau củ. Nó ăn rau củ hả? Nó chỉ ăn thịt thôi. Nó ăn thịt? Dạ. Thức ăn của nó là cái gì em? Thức ăn nó là thường thường là cho ăn thịt, hồi đó cho ăn chuối ăn này kia, rau củ nó đâu có ăn đâu.
tới bây giờ bỏ cá vô thì nó ăn. Cá cá sống mình á, rồi mình chặt, chặt ra nhỏ nhỏ. Còn nếu mà bỏ vô một con nó xé nó dơ nước mình mất công mình thay á. Cái gì cắt ra nhỏ nhỏ cho nó. Rồi cái con rùa này nếu mà em lướt trên mạng ấy, thì ta gọi là rùa gì hết? Em lướt trên mạng thấy người ta nói là rùa cá sấu. Rùa cá sấu? Dạ. Mà anh coi cái đuôi nó bự hơn cái bắp tay em nữa nè. Cái tay em nè. Đuôi nó bự thiệt. Đuôi nó nè. Mình cầm hai hông này nó cắn luôn. Ủa? Cổ nó dài lắm. Cầm hai hông này không được hả em? Dạ. Cầm hai bên hông là không được. Không được, nó cái móng tay nó vào mình á, đau lắm. Em thử cầm đuôi ơi, nó sẽ đi trước à. Cầm đuôi nó sẽ quẹo qua em. Quẹo không? Đó, nó sẽ đi trước thẳng nè. Hình như là con rùa này ở Sóc Trăng hình như là không có ai có đâu. Dạ. Hầu như là không có. Không có. Hình như là con rùa này là ít có khi nào mà thấy trên mạng lắm. Cũng không biết là con rùa này là người ta gọi là rùa gì. Thì theo em biết. Đúng hả? Đó, nó thè đó. Rất là nhanh luôn. Nhanh lắm hả? Mình không có phản ứng kịp cái cú táp của nó đâu. Đã thử lần nữa hả? Nãy anh nhìn chưa có. Anh có em. Bữa em có dưa leo nó táp. Ôi trời. Nó táp gớt cái dưa leo ra một khúc luôn đó. Rất là bự. Lấy cái cọng kia trên đầu nó ra dùng á. Che á, lá che. Lá che đó. Bây giờ nó chắc hơn 10 kg á. Hơn 10 kg đó ha. Dạ. Người nó khoảng bao nhiêu ngày nó ăn một lần? Thường thường là khoảng cách 2 ngày cho nó ăn một lần. Nếu mà ăn á là nó sẽ ngồi lên nè. Nó thấy mình về á là nó ngồi cái đầu lên cái nước này nè. Nó ngồi rồi nó vào là nó biết mình đói rồi đó, nó đói rồi đó. Là nó vào cái nước này thôi. Nó kiểu như bơi vào vậy nè. Là nó đói rồi đó. Nó khè đó. Khè lớn ha, nghe tiếng lớn ha. Giống trắng hổ mang á. Em cũng kiểu nghĩ là nó dốc chứ. Còn bữa nay em tắm cho nó luôn. Sao rồi chưa tắm cho nó? Chưa tắm cho nó hả? Dạ. Nó tắm gầm nè. Gầm. Sao vậy? Nó lực lắm. Em lực kéo, em kìm nó không có nổi. Đó. bây giờ phải nhẹ nhàng với nó thôi. Nó không thích hay sao? Nó kiểu nó sợ, kiểu như là động vật mà nó kiểu nó tự vệ á anh. Nó tự vệ nên là nó táp vậy đó. Nó vô trong đó khó bắt ra lắm. Khó lắm hả? Anh coi em kéo gì mà kéo không nổi đó. Phải hai tay à? Ủa? Đó, thấy nó gượng không? Nó vào bể đất một cục luôn kìa. Không luôn hả? Rồi cái... Nói chung là cái tay mình là chịu không nổi với cái món giò hết à. Vậy luôn hả? Dạ. Nó không chịu. Nó không chịu hả? Dạ. Em thử dở lên á, được không? Dở bây giờ không được, nó đang cứng lắm. Em kéo nó, kéo không được đâu nè. Kéo vuông tay nè, thấy không? Thả lỏng cho nó đi, từ đi. anh ba này dữ lắm. Có đặt tên cho nó không? Không, kêu rùa không hả? Rồi từ lúc mà con rùa này mà mình bắt nuôi tới hiện tại bây giờ là 8 năm á. Dạ. Thì trong gia đình mình giống như là làm ăn này kia có suôn sẻ hay là như thế nào không em? Dạ thì hồi ba em cũng nói là lúc mà hồi xưa chưa bắt được con rùa làm ăn hơi nó kiểu nó không phát triển. Tới lúc mà bắt được con rùa nhỏ nè rồi mới kiểu làm ăn nó phát triển hơn. Nó thuận lợi hơn. Cái mới ba em để là nuôi luôn, không có bán. Không có bán. Rồi nói chung là ba anh của em ở dưới đó cũng hay trực ở dưới mà ao cá. Cũng hay bắt được rùa vàng đó, bữa có rùa vàng đó. Nhưng mà rùa vàng nó đem thả rồi. Còn rùa này thì nuôi tới bây giờ luôn là hơn 8 năm. Hơn 10 kg. Với thức ăn thì chỉ là thịt cá thôi nha cả nhà. Ăn cá một ngày nếu mà nó tính nó ăn là cỡ 1 con rưỡi 2 con á. Con cá hả? Dạ. Cá lớn cá nhỏ? Cá mà cá biển mình á.
cá biển. Còn cá phi á là phải sắt ra nhỏ nhỏ. À. Mà hồi xưa là mới bắt về là cho ăn cá biển nhiều. Ừ. Tới bây giờ có cá phi ao ở nhà có đó. Cái mỏ nó rất là bén luôn. Ừ. Nó nhìn á, nó nhìn chằm chằm vô cá. cái bằng trà này mà nó cảm giác là đó. Đó, nó thấy cái bằng trà đó. Hả? Có nó làm á. nó dí luôn thấy không? Ừ. Nó dí từ kia qua tới đây nó tát luôn. Vậy là mai mốt phải bắt nó dí từ từ. Ồ, nó đứng lên kìa cả nhà. Ôi ơi. Nó đáp nè. À. em mà có dưa leo em để dưa leo cho nó cắn. Ừ. Em đi lấy dưa leo nè. Ừ. Lấy dưa leo. Leo vô. Ừ. À. Ui, mình kéo nổi cả nhà ơi. Trời ơi, nó kèo không à cả nhà. Nó kè không à. Ây da. Hung dữ quá cả nhà ơi. Ây da, da. Hết dưa leo rồi, em để cái này cho nó cắn nè. Ây ui. Chạy vậy. Ôi, kéo. Kéo không nổi luôn. Kéo không nổi luôn cả nhà ơi. Kéo nổi luôn. Ủa sao nó lực dữ vậy ta? Nó lực lắm, không biết em không biết nó lực cỡ đó luôn á. Ừ. Đó, kéo không được. Ừ. Với cái móc, cái tay nó có cái móng á. Ừ. Nó móc vô mấy cái ngạnh là kéo nó không được ra. Ừ. Nếu mà mình để trên chỗ láng thì được không? Bây giờ em cho nó táp cái này, cái áp củ cà rốt. Lấy ra ngoài đi. Kéo ra ngoài em. Để em mượn cái đó em dụ nó ra. Dạ. Ủa? Ừ, lấy ra đi. Bể xi măng hết trơn. Ừ, nè, cả nhà. Bể xi măng hết luôn rồi nè. Nó bậu ghê thiệt. Đó. Cho nó táp nè cả nhà. Không dính, không lấy ra được luôn á. Lấy ra được luôn hả? Không, nó táp dính. Ủa, răng nó có một cây vậy hả? Nó đâu có răng đâu, kiểu như là nguyên cái hàm nó là đó. Ủa, thấy không? Đứt luôn rồi kìa cả nhà. Thấy không? Em đâu có giỡn đâu. Cái tay mình đây nè. Ôi ôi. Thôi củ cà rốt nè. Củ cà rốt hả? Thì dính trong miệng luôn kìa. Ủa. Ôi ôi, cả nhà. Quá trời rồi. Dạ. Nó hung dữ quá. Nó hung dữ lắm. Cái con này là cái giống nó hung dữ cực kỳ luôn. Nhưng mà em lên mạng á, ở đâu có nhiều hả em? Người ta có nuôi không? Hình như ở Mỹ hay gì á. Em thấy người ta giống người ta bự bự nữa. Giống bự bự. Dạ. Còn ở chỗ em Sóc Trăng là em thấy là không có thấy ai nuôi. Sóc Trăng là không có ai nuôi. Dạ. Sóc Trăng là thấy không có ai nuôi. Ê. Trời. Thấy không? Nó táp lên tới trời luôn á. Bởi vì mình ôm đây là nó táp tới á. Vậy luôn hả? Hả? Ôi. Để cho nó cắn lại lần nữa. Con dữ quá chứ trời. Bự quá. Nó mệt. Hả? Nó mệt. Mệt hả? Bẻ ra miệng rồi cả nhà. Giờ chỉ có ba em mới tắm nước cho nó được thôi.
Chứ nó quen kiểu mà cho nó ăn hoài á, nó quen á. Ừ, nó quen hơi. Nó quen, nó nhìn thấy tới ba em về là nó đòi ăn là nó lên. Ừ. À, bây giờ là mình chà nó vậy cũng không được luôn á hả? Chà không được, mà ba em biết chà. Hả? Ba em biết chà sao á. Nó chà là nó muốn cắn mình không à. Tắm rửa cho con rùa đầu lân hả? Đầu lân đuôi cá sấu. Đầu lân đuôi cá sấu xong thì ra màu khác liền ha cả nhà. Đây. Đó. Nè, đuôi thì mình chà không được ha cả nhà. Tại vì nó vèo qua vèo lô này kia nó lực lắm cả nhà. Chân của nó cũng vậy nữa. Móng chân của nó là cái tay em. Tay đó. tay của em là để gì là 20 mấy xăng á. Hai mấy xăng mà chưa hết cái mình á. Ừ. 22 xăng, 23 xăng á. Quá trời rồi cả nhà ơi. Đây. À, sạch sẽ rồi ha. Cái chung nước nó hơi khỏe lại ha, nó không có gì hung lại. Nó hết hung rồi. Mình tắm cho nó mà. Ba em tắm là sạch chỗ đuôi, chỗ chân luôn á. Vậy luôn hả? Ừ. Tại em tắm thường em tắm nửa trên mai nó không à. Ừ. Lu rùa nó có mấy ta rùa hả? Ừ. Cái gì, cái đuôi hả? Không, cái bản đồ. Anh để ý nha, cái rùa này là nó cái đinh đó nè. Ừ. Nó có 3 hàng. Ừ. Hồi nhỏ nó càng cao nữa, tại bây giờ nó lớn quá hay sao á. Ừ. Hồi lúc nó còn nhỏ là cái chỗ đinh rùa nè, nó ba dọc nè, nó lên rất là cao luôn. Ừ. Tới hiện nay thì nó kiểu mà nó lớn từ từ nó bè ra đó. Ừ. Là nó thấp lại nhưng mà nó vẫn còn hiện nè, một ở đây. Xuống. Rồi có ví dụ mà mình nuôi rùa như vậy, có bà con cô bác hỏi nhu cầu mua không? Có, cũng có người ta hỏi mua nhưng mà cha em không có bác. Không bán luôn ha. Để nuôi á, nuôi cho nó ăn. Ừ. Nè, đừng có kia, từ từ. Ừ. Nó hay quạo lắm. Hay quạo lắm hả? Cái ao ở sao là chỗ hồi xưa em hay bắt cá, em còn đi nhỏ đó, bắt cá. Là chỗ đất chỗ nhà em là đào lên cỡ nửa hơn sâu, độ sâu cỡ nửa mét á. Là mấy cái trứng rùa anh biết không? Ừ. Nó trắng đầy luôn. Nhưng mà không phải loại cái rùa này, rùa ta. Ừ. Rùa mà nhỏ vậy nè. Rùa thường thôi. Rùa thường á, là nhiều lắm. Ừ. Tới ba em bắt cá lượt này mới bắt được cái con này. Ừ. Mà nó hồi đó nó bay lớn. Thì chắc là nó lai hay là sao ta? Không biết nó lai giống từ đâu lại. Chắc là nó lai giống từ đâu chứ thực tế là Sóc Trăng mình theo mình biết là không có rùa này. Ừ. Sóc Trăng em thấy, em cũng lên mạng tra đó, cũng đâu thấy đâu. Ừ. Chứ thấy ở vùng nào hay ở Mỹ gì đó nó để cái tên nó tên tiếng Anh. Ừ. Nhưng mà dịch lại là nó rùa cá sấu. Ừ. Nó hung dữ quá. Còn những rùa khác thì cái đầu nó nhỏ hả? Dạ. Chứ rùa khác nó không có hung như thế này. Ừ. Chứ hồi xưa đem lại nó còn nhỏ, nó chưa khè đâu anh. Tới lúc mà nó hơi lớn á. Ừ. Bắt nó ra tắm nó khè em cũng sợ. Ừ, có biết con rùa này được hay mái không? Rùa này ba em nó hình như mái gì á. Hả? Mái hay gì á? Mái hả? Ừ. Con gái. À. Không có rùa đực ha. Nếu mà mình lấy rùa khác lại được không ạ? Rùa khác. Ba em cũng kiểu mà muốn kiếm cái rùa đực con để phối nó đó. Ừ. Nhưng mà chưa tìm được. Chắc là tới con này táp nữa. Bữa cũng bỏ con rùa nhỏ vô nó không táp á. Không à. Nó bỏ rùa vàng á, mai vàng khè. Ừ. Nhưng mà đem vô chùa thả rồi. Ừ. Rồi, xong rồi đó. Thôi bắt thả vô lại đi em, chứ mình để dĩ ngoài sợ này kia mệt lắm. Để vô lại đi. À, nha. Dở lên là phải dở nhanh luôn hả? Ây ui. Nó vào à? Nó vào. Rồi, khỏe rồi. Thôi, cả nhà ơi, thì nếu mà cô chú anh chị biết được rùa này tên gì và như thế nào, nhớ để lại comment ha. Đúng không anh Tài? Dạ. Thực tế thì anh Tài chỉ là lướt trên mạng mà cũng không có biết là con rùa gì. Dạ. Anh Tài? Em chỉ lướt trên mạng. À, thì trước khi anh khép lại video đó thì em có lời gì muốn nói với bà con cô bác không? Dạ, em cũng... em thấy cái rùa này cũng hơi độc lạ nên em cũng điện cho anh Bình á, để chia sẻ cái con rùa này nếu mà cô chú mình á với... hay là ai cũng Sóc Trăng mình á, có cái rùa mà đực á,
thì phối giống với dù em để nó đẻ ra mấy con nữa hả? Ba em cũng kiếm kiểu mà phối giống nhưng mà kiếm không được con đực. Còn em tra trên mạng thì thấy ở Sóc Trăng mình nó chưa có con rùa này hả? Em cũng kêu anh Bình đến để quay để chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem á, coi con rùa này cái gì á. Còn nếu mà cô chú mình biết tên của nó hay là biết nguồn gốc của nó từ đâu ra thì cô chú mình comment ở phía dưới bài viết của anh Bình nha. Để em cũng vô em đọc. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị, nếu có gì comment ở phía dưới cho Bình ha, để Bình biết liên lạc với em Tài coi có rùa được không ha cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo ha. Chào cả nhà mình.